Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cái cách xử lý cái ống BBR mà vô tình mình khoan trúng do nó nằm âm tường, hoặc là nó bị rò rỉ do thợ hàn không có, thợ tay nghề chưa cao đó, hàn bị xì á, thì mình sẽ xử lý cái này mà không cần phải kêu thợ tới, không cần phải dùng tới cái máy hàn và cũng không cần phải cắt ra để nối cái này đó. Mình đang giả sử là không gian hẹp chỉ có chừng này thôi nha. Để xử lý cái này thì các bạn sẽ dùng cắt hai miếng nhựa BBR như thế này thôi, một miếng nhỏ một miếng to đấy. Thì trước tiên các bạn dùng đèn khò này, mình mở lửa nhỏ thôi. Các bạn nên dùng cái này, các bạn kẹp lại, dùng cái kềm mỏi nhọn đó nha, để kẹp lại càng tốt. Mình hò cùng một lúc, nhớ để lửa nhỏ thôi các bạn. Các bạn khò làm sao mà nó nóng vào bên trong cái ống bên trong là tốt đó. Các bạn khò cho nó nóng vừa thôi đấy. Rồi mình sẽ đặt cái này lên. Đè nó mạnh luôn các bạn, cứ đè mạnh vào nhé. Và mình giữ im khoảng tầm 3 phút, 3 phút là đủ thời gian cho nó khô rồi. Rồi nó đã ra hàn kín rồi đấy. Rồi thì các bạn sẽ dùng dao này, khi nó đã khô rồi đấy các bạn dùng dao cắt nó đi. Sau đó mình sẽ dùng tiếp cái miếng lớn này và mình hàn tiếp. Và khò lên toàn bộ không gian này. Rồi, mình sẽ đặt tấm này lên nha các bạn. Và giữ im tiếp. Giữ im như vậy khoảng 3 phút. Đó. Đây là cái cách mình chia sẻ để các bạn áp dụng trong những trường hợp sau. Thứ nhất là không gian nó hẹp. Cái thứ hai là cần phải xử lý gấp. Cái thứ ba là các bạn không muốn kêu thợ tới để sửa chữa. Đấy. Mà mình tự xử lý luôn nhé các bạn. Các bạn có thể dùng một cái miếng nhựa thế này, mình ép vào như vậy là ok nhất. Rồi các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ nhé. Chủ yếu là chia sẻ để mọi người cùng biết và có thể thực hiện theo. Nó như là một cái bí kíp để xử lý cái khi mà gặp sự cố thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở video chia sẻ tiếp theo nhé.